À, xin mời bạn nữ. Anh Linh ơi. Hả? Bình thường thì em hay reo hò, em hay là coi như là em cũng thêm giọng mắm giọng muối vô khi mà thấy một cái nhân vật nữ nào đó xuất hiện. Nhưng mà khi bạn gái này bước ra thì em chỉ im lặng xích xoa và vỗ tay thôi, bởi vì là không còn cái từ nào mà để có thể diễn tả được sự duyên dáng đáng yêu và khả ái của cô ấy anh à. Hình như anh thấy khán giả vỗ tay thật to, tức là cái khả năng sắc sảo càng to. Em ơi, em tên gì? Em là Ngân. Ngân, dạ. Em bao nhiêu tuổi? À, năm nay em 23 tuổi. Ngân 23 tuổi, Ngân làm gì nè? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Vậy là công việc hàng ngày của em tất nhiên là cũng sẽ tiếp xúc được rất là nhiều các đồng nghiệp, phải không? Dạ. Vậy mà chưa có ai hẹn hò sao? Dạ, thì bữa nay có nè. Thì em hỏi tí đó mà, anh nôn từ lắm. Từ từ để chàng trai tôi ra cái đã. Để từ nghe thông tin không có hết. Và bây giờ chàng trai chúng ta sẽ làm nghề gì đây? Bao nhiêu tuổi? Xin mời chàng trai. Chào bạn. Xin mời bạn. Wow. Tôi đoán làm hình như sếp à nha. Mời ngồi. Sếp hả anh? Sếp nha. Bên đây làm nhân viên thôi. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Bạch Xuân. Tên cũng rất là lạ ha. Bạch Xuân tức là mùa xuân trỗi dậy đúng không? Kiểu qua mùa đông là bật lên mùa xuân. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 85, 28 tuổi. 28 tuổi. Làm nghề gì? Em là chuyên viên kinh doanh của tập đoàn Hợp Nhất. Chuyên viên kinh doanh, bên kia là nhân viên văn phòng. Thôi bây giờ để em khai thác bạn gái em một tí nữa. Là tiếp xúc nhiều với đối tượng khách hàng cũng như các đồng nghiệp. Mà tại sao em chưa tìm được đối tượng hẹn hò cho mình hả? Thứ nhất là đồng nghiệp công ty thì em nghĩ rằng có chủ hết rồi. Mình không thể hái lung tung được. Rồi còn khách hàng thì chỉ có đại gia và đại thiếu gia thôi. Mà đại gia thì lại là quá tuổi, còn đại thiếu gia thì lại còn bé quá. Công việc của em là em tiếp xúc nhiều, vậy chắc là em có nhiều cái ưu điểm. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi. Em là người rất là hoàn hảo. Hoàn hảo nha. Vui vẻ, nhiệt tình. Dạ. Ưu điểm vui vẻ, hoạt bát, tự tin. Đó, bên kia sao chứ bên đây là nhiều ưu điểm dữ lắm luôn. Ở bên kia đó là thiếu gia không thích nè, đại gia không thích nè. Bên đây nhiều gia thích hơn. Nhiều gia. Bạn cũng làm văn phòng nhiều đúng không? Dạ. Tiếp xúc rất nhiều đẹp trai thế này, tại sao bạn vẫn ê sắc ế? Em tiếp xúc nhiều nhưng mà toàn tiếp xúc với các bà các cô đó. Cũng giống bên kia luôn, các cậu các em nhỏ, đây các bà các cô. Dạ. Thành ra là chưa tìm được hả? Dạ. Hay là bạn nhát quá? Dạ không nhát ạ. Bạo quá nên đôi khi là cái sự mạnh bạo quá của mình thì khiến cho con gái có cảm giác như là anh này có người yêu rồi. Cái gì mạnh bạo? Ý bạn nói nếu mạnh bạo quá, mạnh bạo quá thì người ta tưởng có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà thật sự là tôi không tin là bạn đẹp trai thế này mà bạn chưa có người yêu. Đúng rồi, ai như anh mà. Ai nghĩ vậy hả? Đúng rồi ạ. Thế nên là ế. Nhưng thật sự là đó giờ bạn có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Mấy mối? Đếm thì 3 mối á. Mối nào dài nhất? Mối đầu ạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Mối ngắn nhất? 1 năm ạ. Lý do tại sao không đến với nhau được? Tại vì cứ đến với em là cô ấy đi lấy chồng thì. Vì vậy? Cứ đến mình thì đi lấy chồng. Dạ vâng. Mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao chứ. Có thể là do khuyết điểm của bạn nhiều quá. Không có. Không có khuyết điểm. Bạn là người hoàn thiện giống như bên kia luôn. Thôi để em hỏi bên này nè. Em ơi, em đã yêu bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tại sao những cái mối tình đó không được? Hoàn cảnh đưa đẩy. Hoàn cảnh đưa đẩy, sao em không đẩy đưa lại? Tại vì hai người sống ở hai nơi khác nhau ạ. À, gọi là xa mặt cách lòng. Dạ không. Chứ sao? Yêu nhau không thể đến được với nhau. Yêu nhau mà không đến được với nhau. Nên chia tay là tốt cho cả hai ạ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Dạ. Chị thấy em rất là phóng khoáng nè. Thì em có sẵn sàng là tỏ tình hay là mình phải thể hiện trước không? Rất là nên. Bên đó có dám đón nhận không? Chứ bên đây là dám thể hiện rồi đó. Dễ gì tỏ tình trước, dễ gì không nhận. Có một sự chấp nhận nhẹ. Chấp nhận nhẹ. Rồi, bởi vì thường thì em chưa bao giờ phải để cho bạn gái tỏ tình trước em. Nếu bạn gái tỏ tình trước thì em nghĩ người con gái nó như thế nào? Đồng ý luôn ạ. Từ từ, bên đó khoan mừng vội. Người ta sẵn sàng tỏ tình trước với điều kiện bên kia phải đáp ứng được những cái yêu cầu của bên này, đúng không em? Dạ. Cái người đàn ông lý tưởng của em như thế nào? Em nói lớn bên kia nghe coi bên kia có đáp ứng được hay không. Anh trai ơi nghe giùm em nha. Anh trai ơi nghe giùm em nha. Anh nghe đây em ơi. Thứ nhất anh phải là con trai nha anh. Chuẩn nghe anh. Đúng rồi.
một lát anh Linh kiểm tra mấy cái đó giùm em nha. Rồi tiếp thì con trai tại mạnh mẽ. Mạnh bên đây rất mạnh á. Rồi tôi thấy mạnh lắm á. Gì nữa có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tỏa nắng, bây giờ đang ngồi trong phim trường không thấy nắng, cười thử coi có tỏa nắng không. Đã tỏa nắng thì không to rồi. Em cười sao mà bây giờ nghe trời mưa là chết luôn. Em thường là cười kiểu này, em đau thì hàm dưới, bị hàm dưới em xấu. Có gì khó à nha. Có nắng không anh? Có hơi. Có hả? Rồi tiếp còn gì nữa không em? Lông râu đầy đủ. Cái gì? Dạ, lông râu đầy đủ. Trời ơi anh Linh, hôm nay em cạo râu sạch quá. Em nghĩ đó là biểu hiện của sự nam tính thôi ạ. Trời ơi, sao cái tiêu chuẩn này lạ vậy ta? Râu thì chắc tôi có nhiều hơn à. Có không? Có không? Dạ, em không có. Chết rồi, mà không có rồi. Sao mình vớt vát lại còn gì nữa không em? Ra đường phải đẹp và thơm ạ. Thơm. Có, bạn này. Hôm nay nhờ nước hoa của bạn. Có xịt nước hoa. Có ở nhà không xịt nước hoa, con không biết à nha. Em chỉ nói là ra đường thôi. Còn gì nữa không? Dạ, đủ rồi ạ. Bạn đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của bạn gái không kia? Tới 90% anh ạ. Tuy nhiên cái điều khoản mà lông râu đầy đủ em sợ quá. Người ta chỉ bán thuốc rụng lông, giờ có bán thuốc mọc lông. Có hả? Có. Thế anh đủ em ạ. Mấy người mà rụng tóc á, ta mua thuốc ta về tới ấy thì bạn mua thuốc đó được. Rồi bây giờ tiêu chuẩn bạn nữ của bạn như thế nào? Thứ nhất là phải có cá tính à. Vui vẻ này. Nói chuyện với em là phải hợp gu và hiểu biết về nhiều vấn đề, đủ khả năng chém gió. Chém gió hả? Tò mò quá, tôi phải dạ. Chém gió trước đây nè. Bây giờ nói tóm lại á, là hồi nãy giờ nghe nói chuyện là thấy hợp gu rồi. Tại vì bên kia đã có một cái sự thích nhẹ nhẹ bên này. Bây giờ muốn nó thích cho nó nặng nặng chút xíu rồi chứ phải dòm cái mới biết con có nặng không. 7-8 kg á. 7-8 kg được mà em. Hay nặng quá. Hơi quá. Hơi quá rồi, bớt xuống chút xíu dạ. Đi tập thể thao vào. Em chào chị. Xây bụng qua coi. Tại vì nghe nặng quá mà dạ, có bụng. Khó bụng rồi ạ. Dạ. Được. Được. Duyên. Em mới được, em mới được. Đừng có nói lớn, nó chậm. Được. Được. Hết. Bảo đảm rồi đó, thấy. Tôi nghĩ rồi. Anh cặp mắt kiến. Để anh kiểm tra. Luôn hả chị? Thấy em thử coi sao. Bên đây nụ cười tỏa nắng. Yên tâm. Không biết nụ cười thế nào đây. Em cười cái coi em. Trời ơi. Nụ cười tỏa khói. Anh nói với em nghe. Thật sự mà nói nha. Người ta nói á, nhìn con gái mà mũm mĩm chút á, múp míp chút á, mập mạp chút, nó đã lắm. Y chang vậy luôn. Anh ơi, múp đều à anh? Đều. Không, thấy sao? Em cảm nhận thế nào? Có muốn gặp mặt không? Từ từ anh ạ. Từ từ. Từ từ nữa hả? Em còn muốn gì nữa? Cái gì nữa? Tại vì thấy múp quá. Em múp rồi, giờ hai đứa múp thì sợ. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau để xem các bạn có cảm nhận được và có hẹn hò hay không. Chuẩn bị, chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau và có đồng ý hẹn hò hay không. Chuẩn bị, màn kéo lên. Sao? Đủ tỏa nắng không em? Em thấy âm u một tí rồi. Anh bảo rồi, anh chỉ thiếu một cái tiêu chuẩn của em đó là... Nhưng mà anh Quyền Linh là giới thiệu anh địa chỉ mua thuốc rồi. Yên tâm. Nhưng mà bạn có muốn mua thuốc không? Em không thích con trai miền Bắc. Dạ. Lý do tại sao em? Tại vì con trai miền Bắc đưa đẩy nhiều quá em không thích. Đưa đẩy nhiều quá. Tại vì em thấy tình duyên của em đã đưa đẩy lắm rồi. Đưa đẩy mình lại đẩy đưa lại sao đâu, chị cũng lại bảo à. Em không thích. Không thích không? Dạ. Hết thời gian. Mặc dù một bên đã nói rằng là em không thích con trai miền Bắc, nhưng trong ánh mắt của cô ấy hình như có điều gì cũng còn bí ẩn nữa. Chúng ta chuẩn bị chạm tay vào nút. Nếu bạn đồng ý hẹn hò với bạn trai bên kia thì bạn hãy ấn nút. Còn bạn không đồng ý thì bạn không ấn nút. Nào, sẵn sàng. Không biết rằng
hai cái nút có ấn hay không. Anh làm em hồi hộp thêm anh Linh ơi. Một, hai, ba, bắt đầu. Ủa sao vậy? Em nói em không thích người Bắc mà. Thấy chưa, sao tôi thấy ấn nút? Hình như bạn ấy nói như vậy nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì bí ẩn. Tại sao lại như vậy hả bạn? Nói cho mọi người coi. Em nghĩ rằng thà hút lâm còn hơn bỏ sót. À, cái slogan này ấn tượng rồi nha. Bạn cảm nhận thế nào mà khi mà bạn gái nói như vậy? Khi mà bạn gái nói là không thích trai Bắc thì em rất là lo lắng. Vốn nghĩ là trai Bắc bây giờ được làm thế nào thay quê được. Bảo lông không có thì em còn mua thuốc là chưa bảo. Giờ trai Bắc bảo trai Nam không được. Nhưng mà giờ người ta hốt rồi đó thì cảm giác sao khi người ta đòi hốt? Hơi hồi hộp. Vì chưa cô nào đòi hốt em mà toàn em hốt rồi. Hai bạn có thể nắm tay nhau cảm nhận như thế nào? Mời hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận. Có phải bắt đối tác đâu, bắt tay. Không phải là bắt tay mà không là bắt nắm tay, tay nắm nhau. Tay nhau. Nắm tay nó khác bắt tay rồi, em mà. Bạn cảm nhận thế nào với cái nắm tay đó? Có vẻ mạnh.